Chị đã nói với sếp của chị là cho em một cái chân gì, chân trưởng phòng công ty của chị chưa? Chị em nói thật, làm quản lý quán cà phê này em chán lắm rồi. Chuyện đấy thì đơn giản mà. Tao nói một tiếng là được thôi. Thế nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Giờ chưa phải lúc, thế là lúc nào? Mà thôi mày nói ít thôi, đến tao còn nghỉ ngơi. Mày đâu mà? Em xin lỗi ạ. Em đang đi đưa anh đứng lên. Cái gì? Bây giờ ấy, mày còn đổ lỗi cho tao à? Hả? Cái loại nhân viên kiểu gì? Nhận lương rồi, chỉ có nhân hại là giỏi. Thôi, đau đầu quá. Nghỉ ngơi một tí cũng không xong. Mầm lên. Nhưng mà nó... Còn cả cô nữa. Cái đồ từ hồi sáng tao bảo cô lấy đâu rồi? Đã lấy được chưa? Tôi nói cho cô biết nhá, đấy là cái hàng hiệu đấy. Cô thử làm hỏng một tí xem có tiền đền nổi không. À, dạ. Đồ chị bảo hết 2 triệu ạ. Chị cho em xin tiền này xuống lấy. Với cả lần trước anh Lâm mà em lấy đồ hết 500 anh vẫn chưa đưa cho em ạ. Cái gì? Hả? Ý mày bây giờ ấy là mày đổ ấy cho tao với cả chị tao là ăn quỵt tiền của mày cái gì? Hay là bây giờ mày muốn nghỉ việc? Tôi nói cho cô biết nhá, với cái thân phận nhà quê trên đất Bắc Tết của cô ấy, được làm nhân viên ở đây đã là phúc 7 đời rồi đấy. Đừng mà láo. Đi lấy đồ nhanh lên. 30 phút nữa mà tôi không nhìn thấy đồ ở đây ấy thì đừng có mà trách. Nhanh cái chân lên. Chị tính toán chị nói thế nào với sếp của chị? Để nguyên tao nghỉ ngơi. Sổ xe. Đây là mày định như nào? Không có tiền mà đòi đi xe ôm á? Mày nghĩ tao là thằng ngu à? Hả? Nói thật với anh là tôi vừa mới đi công tác nước ngoài về, xuống đến sân bay thì không thấy hành lý của mình đâu cả. Bây giờ trong người tôi không có tiền mặt. Anh giúp tôi trở về nhà rồi tôi sẽ trả anh gấp 10 lần. Mày câm mồm. Bây giờ nhá, một là mày giả tiền, hai là ăn đòn, nghe chưa? Nhưng mà tôi không có tiền mặt trong người thật, phải về nhà tôi mới có tiền trả anh ạ. Này thì về nhà này. Này thì quỵt này. Này thì không trả tiền. Này thì không trả tiền này. Này thì không trả này. Này thì quỵt tiền tao này. Anh làm cái gì đấy? Mày là con nào đấy? Người quen thằng này à? Cái thằng này ấy, nó đi xe ôm của tao, nó quỵt tiền tao. Bây giờ mày mà không trả tiền được cho nó ấy, là tao đưa cả hai chúng mày lên phường gặp công an mà nói chuyện nhá. Tôi không quen anh ấy, nhưng mà tôi thấy anh ấy cũng không phải là người xấu. À, hay là đây, tôi có từng này, anh đến đi xem đủ không? Nếu mà đủ rồi thì anh tha cho anh ấy. Sao? May cho mày đấy. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn cô nhiều nhá. Cô cho tôi xin địa chỉ, mai tôi sẽ cho người chuyển tiền qua cho cô ạ. Thôi không cần đâu ạ. Sau này ra đường anh cẩn thận một chút là được rồi. Vậy thế thôi. Cảm ơn cô nhiều. Bây giờ tôi phải có việc gấp đi rồi. Cảm ơn cô nhé. Em đang đồ của anh chị cần đây ạ. Được rồi. Đồ để đấy. Cô vào trong kia dọn đồ đi. Từ hôm nay cô chính thức bị đuổi việc. Dạ. Sao lại thế ạ? Sao lại thế á? Em có làm gì sai đâu anh. Mày không làm gì sai á? Tao hỏi mày mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Hả? À, tao nói cho mày biết nhá. Chị Hồng Anh nhá, vì đợi mày chị mất bao nhiêu công bao việc mày biết không? Thế mày bỏ chừng ấy thời gian ra để mày đi chơi. Tao hỏi mày, mày có biết thời gian mày đi chơi đấy là mất bao nhiêu tiền của cái quán này không? Hả? À, đang đại dịch như thế này thì mày như thế. Này, tao không nuôi không mày đâu nhá. Cho nên là biến, hiểu chưa? Biến. Em không đi chơi gì ạ. Thời gian đấy là em đi lấy đồ của chị Hồng Anh mà. Đồ của chị Hồng Anh thì đấy là kệ mày, không phải là việc của tao. Mày muốn sắp xếp như nào cũng được. Tao chỉ cần biết ấy là mày làm lỡ việc rồi.
Ok, còn từ giờ ấy, mày không phải đến cái quán này nữa. Đợi đây. Bước. Dạ mẹ, con nghe đây. Dạ con ăn rồi, mẹ ăn chưa? Mẹ yên tâm, con toàn được ăn đồ ngon thôi mà. Cả công việc của con cũng tốt nữa. Dạ tiền học phí của em chứ con gửi về hết rồi ạ? À không không, mẹ yên tâm đi. Con sẽ cố gắng gửi tiền về sớm. Vâng, con còn tiền mà, đừng lo. Vâng ạ, con sẽ cố gắng gửi tiền về sớm vậy nhá. Vâng. Này cô, tôi xin lỗi, cô có sao không? Tôi không sao. Anh. Cô có nhớ ra tôi không? Tôi là người hôm trước được cô giúp đỡ đấy. Vụ trả tiền xe hôm ấy. Mà cô đang đi đâu đây? Sao lại xách đống hành lý thế này? Chuyển nhà? Không. Thực ra tôi vừa bị đuổi việc. Tôi đi lang thang để xem là có chỗ nào nhận việc anh không. Nhưng mà đi cả ngày nay đến giờ chả có nào nhận cả. Thành phố rộng thế này, cô cứ đi tìm việc như thế thì làm sao tìm được việc phù hợp. Mà có khi bị kiệt sức trước khi tìm được việc cũng nên đấy. Điện thoại của cô có vào được mạng không? Tôi chỉ cho một cách này. Đây. Điện thoại tôi đây. Đây. Cô vào trang tìmviec.com.vn. Trên trang này có rất nhiều công việc, đủ loại trình độ, ngành nghề và thông tin, địa chỉ lại rất rõ ràng nữa. Cô còn có thể gửi hồ sơ trực tiếp mà không cần phải đến tận nơi. Chỗ nào họ nhận cô thì họ sẽ trực tiếp liên lạc và cô đến nhận việc thôi. Ôi, đúng rồi này. Nhiều việc thật đấy. Thế này tôi chẳng cần phải lo thất nghiệp nữa. Tôi cảm ơn anh nhá. Không có gì. Mà thôi. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô cần giúp đỡ bất kỳ một vấn đề gì thì hãy liên lạc với tôi nhé. Bây giờ tôi có việc phải đi gấp rồi. Gặp cô sau. Cố lên. Tôi cảm ơn nhé. Bao nhiêu tiền trong đấy, sợi đen thế không biết.
chưa kể đến còn có cái UFB. Nếu ai mà tìm ra nó thì sao? Sao mãi không có ai đến tìm đấy nhở? Hay thôi, mình cứ vào phỏng vấn trước, lát nữa mang qua phòng nhân sự sau vậy. À, ví của tao còn danh này. Chị Hồng Anh, sao chị đánh người vô cớ như thế? Đánh người vô cớ à? Mày biết cái ví này là ví của ai không hả? Tao còn tưởng nó mất ở đâu, hóa ra lại bị một con nhà quê như mày ăn cắp à? Cái ví này là vừa nãy vào công ty tôi nhặt được. Tôi đứng đợi 10 phút nhưng không ai nhận, nên tôi định vào phòng nhân sự để đưa cho người ta. Sao chị ấy vô lý như thế chứ? Mày bảo ai vô lý hả? Mày bảo chị... Sao đấy? Chuyện gì đấy? Này, lúc nãy em vào phòng chị, chả thấy chị đâu. Này đây tính vay chị tiền, dạo túng quá. Tiền nong cái gì? Mày không nhìn thấy tao bị con danh này là cho điên hết cả người lên đây à? Đấy, tốt này á? Không biết công ty kiểu gì mà để cho cái con chó mèo này vào nhỉ? Bảo vệ đâu, làm ăn tắc trách thế không biết đấy. Chó mèo thì cũng không biết thó đầu bằng hai ngón nữa cơ. Hóa ra là cái con danh này nó thó cái gì của chị à? Chắc là tung quá đấy mà. Này, nhìn ngon nghẻ phết. Hay là em ơi, về đợi của anh đấy. Cái gì đấy? Mày thái độ gì đấy? Mày vừa lừa Mai đấy hả? Hả? Thôi, dù sao đây cũng là ở công ty, không hay ho gì ba cái chuyện này đâu. Hồ sơ xin việc à? Mày tưởng là ai cũng có thể vào công ty này như vậy hay sao? Hồ sơ của tôi không ngờ một cái công ty lớn như này lại có những người quá quắt như chị đấy. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lên sếp của chị. Cái gì? Sếp á? Này, tao nói cho mặt mày biết nhá, mày biết chị tao là ai không đấy? À, thư ký chủ tịch nắm trong tay quyền sinh quyền sát đấy. Đừng có nói là chủ tịch, chứ bố chủ tịch đến đây ấy, chị tao không sợ nhá. Yeah. Có thật như thế không? Chủ tịch sao anh đã ở đây rồi ạ? Chị nói anh ấy là chủ tịch công ty á? Chị hả? Chị bảo chủ tịch của chị là cái lão già là ngoài 60 tuổi mà ấy, thằng Watt còn được. Mày im đi, mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Đây là anh Thiên Lâm, con trai của chủ tịch Vũ. Ngay từ bây giờ, chủ tịch đã giao toàn bộ quyền hành quản lý công ty cho anh Thiên Lâm rồi. Mà theo đúng lịch trình là 3 ngày nữa em sẽ ra sân bay để đón anh về nhà, sau đó đến công ty nhậm chức. Sao? Tôi về sớm là vì cô đấy. Sao lại là vì em ạ? Thực ra tôi chỉ điều hành công ty của riêng mình thôi, cũng không quan tâm đến việc kinh doanh của bố tôi lắm. Nhưng từ khi bố tôi giao lại cho tôi công ty này thì tôi cũng phải tìm hiểu về nó một chút chứ. Nhưng thật không ngờ tôi đã biết được bộ mặt thật của cô Hồng Anh ạ. Cô cậy quyền cậy chức để chèn ép cấp dưới, bắt tay với công ty đối thủ, bán thông tin mật để lấy phần trăm lợi nhuận. Tôi nói như thế có sai không hả cô Hồng Anh? Không phải đâu anh ạ. Anh cũng thừa biết trong công ty này có quá nhiều người ghen ghét, đố kỵ với em, nên họ cố tình giở trò để hãm hại em thôi anh ạ. Anh đừng tin bọn họ nhé. Cô tự xem đi. Nể tình cô có nhiều cống hiến cho công ty, nên tôi sẽ không đưa đống tài liệu này ra cho công an. Nhưng kể từ hôm nay, cô sẽ không còn là thư ký của chủ tịch nữa. Không. Vị trí ấy giờ sẽ giao lại cho cô Trang. Không. Anh nghĩ lại đi ạ. Anh hãy nể tình em bao nhiêu năm cống hiến cho công ty mà nghĩ lại cho em với. Với cả con danh này từ nhà quê lên cũng chỉ là một con nhà quê không có tí kiến thức nào, làm sao mà làm thư ký cho anh được ạ? Cô bảo là cô Trang thiếu kinh nghiệm và kiến thức đúng không? Với quan điểm của tôi thì thiếu kinh nghiệm hay kiến thức thì có thể bổ sung được, nhưng loại người thiếu đạo đức như cô ấy thì không bao giờ thay đổi được. Ngay bây giờ
Mời cô rời khỏi công ty tôi ngay lập tức. Em có điều gì muốn nói với anh không? Dạ, thực ra thì em muốn cảm ơn anh. May là nhờ có anh giới thiệu cho em tìmvietc.com.vn. Chứ không, bây giờ chắc là em vẫn đang lang thang đi tìm mấy công việc vặt vờ bưng bê ở quán cà phê quá. Nhưng mà em biết là mình kém cỏi, nhưng nhất định em sẽ cố gắng hết sức để không làm anh thất vọng đâu ạ. Thật ra tìmvietc.com.vn là một project mà anh làm chung với mấy người bạn. Và anh nghĩ rằng cái dự án đó khá là phù hợp với những người như em. Thật thế ạ? Cố gắng lên nhé, anh tin là em sẽ thành công. Trời ơi, con này. Ở đây. Ui, cái này nhiều xe đẹp thế. Ở quê chúng mình toàn xe trâu xe bò thôi, xe bẩn thì gớm. Mà này, mày nhớ trong cái tầm kiểm soát của tao là công chịu trách nhiệm thôi nhá. Thôi đi, mày ấy, cầm một đống đồ thế này, bây giờ ở đây cướp giật nhiều lắm, mày mới là người cẩn thận ấy. Trời, còn lâu mới cướp được của tao nha. Dì rách ấy. Ai hàng kia? Dạ. Mày đừng quên lên đây đúng không? Chồng kìa, bảo sao? Này thôi, giả túi này. Đây, chồng mày. Này, tao cho 100. Ăn gì thì ăn nhá. Chó khùng. Đấy, thấy chưa? Cướp nó còn có cướp rít, cướp rát ấy. Ôi, mà đi xe buýt nhiều á, mỏi chân. Còn mệt hơn cả ở dưới quê đi xe bò ấy. Thôi, mày chịu khó đi. Ở trên Hà Nội, từ sau này trở đi chúng mình phải đi cái xe này đấy. Ôi, phải tắt cùng tiền cho. Còn ế, trời sắp tối rồi mà mị lại muốn đi chơi. Mẹ em ơi, quan tâm cho chị đi mẹ em ơi. Này, nhìn hai đứa là chị biết vừa mới từ quê lên đúng không? Ừ, thế đi đâu để mị dẫn đi? À, em tính đi về chỗ trọ nhà em, chỉ có biết cái chỗ... Mày làm gì đấy? Bố mẹ mày không dặn là ở dưới quê lên đây ai hỏi không được trả lời à? Trả lời dính ngại. Mày mê tí nó vừa vừa thôi. Này, mị đây mà biết chơi ngại ấy thì từ nãy đến giờ hai đứa dính lời. Thế rồi mời mỏi cả cái mồm xinh đẹp đấy ra trả mua cho người ta gói mồm tầm. Này, mua đi mua đi mua đi. Ông mua thì thôi, lắc đầu ghê. Chỉ có em à? Đứa nào mà chẳng được, thưa là được. Cầm hộ mị cái này để sửa soạn lại cái nhan sắc, tôn lại cái môi cho cuộc đời nó tuyệt vời như cái nhá. Mày cầm đi, không sợ đi cầm đi. Tao sợ dính ngải á? Mày điên à? Mày đã bệnh rồi thì mày cầm đi. Tình nghĩa chị em cũng chắc bền lâu. Bền lâu cái gì, chẳng cần bền nhá. Phần anh ấy đo nhá. Này này này, hai cái đứa này nhá, nó mà nát gói bông tâm nào của mị nhá là mình bắt mua bằng được đi nhá. Thôi không mua đâu. Chị lại bắt em cầm cho người ép giá thì trời ấy thì không có đâu. Trời cái gì? Từ nay em rồi, mị mới chỉ mời mua thôi. Sao em hổng gì đâu. Nói để tổn thương người ta ra. Mày đấy, không mua thì thôi. Người lặng lời người ta như vậy làm gì? Đau thương thật đấy. Mày không xem tin báo đài người ta đưa tin á, bọn lừa gạt như này đẩy ra. Cái gì? Này nhá,
bây giờ chị lừa em mua gói tăng, xong các em không mua, xong rồi chị đưa em nhớ em cầm, xong rồi chị ép giá em là 50.000, em mới đưa chị 50.000, xong rồi chị bỏ đi. Chị hiểu không? Đây! Chị cũng không có hiểu lắm đâu. Có gì diễn tả bằng hành động đi, nói cho em khó hiểu lắm à. Chị đưa em 50.000 đấy, em giải thích cho. Này, cô nhìn lại thì tôi đi, tôi giống người có tiền không? Sáng giờ gói tăng không bán được, không ai thể mua, năm xịch đâu ra. Hưởng. Hưởng gì mà hưởng? Mày cầm hết tiền với đồ đạc của tao rồi còn gì nữa? Bỏ tiền ra đi. Đây như này, tức là chị đưa cho em một gói tăm. Xong rồi chị bắt em đưa chị 50.000, nhưng mà em không đưa. Xong rồi chị đánh em sấp mặt luôn. Xong em lại phải đưa chị 50.000, xong rồi chị bỏ đi. Đấy, chị hiểu không? Hiểu rồi đúng không? Thì mì cũng hiểu sương sương rồi ấy. Nhưng mà thôi, thế được rồi, mẹ đi nhá. Đấy, thấy chưa? Trên thành phố toàn lừa gạt như này thôi. Nhưng mà hình như tôi thấy chị bán tâm cầm 50.000 của mày đi xa. Là sao rồi đấy? Nope. Thì dân lừa gạt nó chả thế này còn sao nữa. Này, giả 50.000 này. Đây, tôi xin nói tạm nhất, tôi đi thật đây. Tao thấy cái khoảng cách giữa mày và chị bán tâm Không còn nữa mày ơi. Mất 50.000 rồi. Tiền, 50.000. Chở này. Đi đâu? Xe giá rẻ kìa. Thôi, mày bị lừa một lần mà mày vẫn chưa sợ à? Đi một chuyến lại được tặng thêm một chuyến hai em ạ. Ê, đi một chuyến là tặng một chuyến đấy. Nhưng mà tính tiền hai em ạ. Anh vòng từ nãy giờ hơi chóng mặt rồi đấy. Thế thôi, đi à? Thôi, anh đi đi mà em không đi đâu. Không đi thì nói luôn để người ta mời chào nãy giờ. Mệt cả người. Đi đi. Thành phố hơi lạ nhở. Có xe ôm giá rẻ thì không đi. Bây giờ ngoạc cái mồm ra mà kêu nữa. Này nhá, mày cũng sợ lừa đảo chứ mày kêu gì mình tao. Tại mày ấy. Tại mày ấy. Tại mày ấy. Mày. Hà Nội này nhỏ nhở. Sao đi đâu cũng gặp cái ông này mãi đấy. Tao bảo thôi, tao thấy mặt hắn tao cũng đáng tin ấy. Hay là chúng mình đi đi. Với cả chân tao cũng đã rồi, tao ngồi tao không thể đi bộ nữa. Với cả ở cái đất Hà Nội này, chúng mình có biết đường ngang ngõ dọc gì đâu. Đi đi. Thế thì đi bừa nhá. Ồ, đi bừa đấy mèo ơi. Anh ơi, đang nghỉ trưa không nhận khách đâu. Ủa, kỳ lạ ta. Xe ôm mà phải đặt nghỉ trưa, không cần tiền. Này, này. Hả? Xe ôm thời 4.0 nhá. Hứng thì đi, hết hứng thì nghỉ. Mà bây giờ muốn đi 100.000 đi không? Anh điêu đấy. 50.000 thôi. Anh đừng có trông bọn em như thế này mà anh hết giá nhá. Bọn em như thế này chứ bọn em lên thành phố suốt. Con này. Mày vô duyên thế. Nhìn người ta khổ sở nắng nôi này, đèo mình đi mà mẹ mặc cả như thế à? Đấy, con bé trông thế mà hiểu chuyện đấy. Được. Anh ơi, 51.000 nhá. Em có 1.000 lẻ đấy. Em quê ở đâu nhỉ? 60.000. 100.000. 99.000. 100.000. 150.000. Nghe mệt quá, chứ 50.000. Đi được thì đi, không đi được thì... Thì đi! Đây. 1, 2, 3. Rồi! Giời ơi! Nào, lên. Ô, người mua hả anh? Không, cần mũ, không cần mũ. Lên chưa, này, đi này. Lên. Ui, rồi. Nhìn như chỗ xe trông. Ôi,